nói như vậy á. Kéo một câu nó có không không. Nói câu gì mày nói đi. Nói câu gì? Một tháng này muốn không có được các con khô càng quá khổ không còn muốn khóc. Mà nghe người ta hướng dẫn thì vừa thanh tai lại vừa tổn tưởng là bà chửi bà nói những cái câu con không cầm. Bà nói sao? Bà nói phải nói đàng hoàng. Nói mình phải nói đúng. Đúng rồi, bà đổi về phải không? Tại vì mày, bà biết mày là phòng trọ nên bà mới có thái độ đó. Nhưng mà tao vừa lại tao hỏi một cái, con tôi trường hợp như vậy, ta bây giờ phải không? Bà vô bà đưa cho cái tờ giấy nè, bây giờ ghi thông tin đi. Bà nói là ở đây chính sách của nhà nước chỉ cho những hỗ trợ những người bán cà phê từng thùng với lại bán giấy số được. Còn những nhân viên bán cà phê hay là chưa có nghe hỗ trợ, hỏi nhân viên bán cà phê giãn cách người ta nghỉ ở nhà người ta ăn cái gì hả? Bây giờ chia sẻ cái clip này nhiều vô cho biết cái bà tổ trưởng 29 này nè, đường Bình Thành, khu phố 2, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, chia sẻ nhiều vô cho tôi bức xúc lắm. Người ta lãnh quà mà lại không được, tại sao không có tên ghi tên trong danh sách thì không được lãnh, mà trong khi người ta là ở nhà trọ. Tức không? Tức không mấy bạn? Tức không? Người ta khổ chết mẹ, người ta ở nhà trọ là người ta đã khổ rồi. Người ta khổ người ta mới lại lấy quà. Có một ông đó bức xúc quá mà ông nói tôi không cần một phần quà này đâu, nhưng vì có chính sách thì tôi lại hưởng thôi. Đuổi người ta về, tổ trưởng đuổi người ta về. Con chỉ cần tổ trưởng đó. Đó. Cái gì đó con là con thẳng sàng cúng mấy tóc đi tu. Đó, người ta còn đòi đi tu nữa kìa. Còn đáng không tổ trưởng? Tổ trưởng gì mà dịch mà trốn trong nhà, lâu lâu xét ra. Không lợi, không có lợi từng nhà. Hỏi là người ta có bao nhiêu. Cái văn phòng đó mà đây hỏi thì con có không? Thì cái chú về văn phòng hướng dẫn con á mà là đi vô hỏi cái tờ giấy nó đã có rồi, nhưng mà đưa chủ nhà đi xong rồi phải nộp lại tổ trưởng rồi mới nộp ra khu phố mới duyệt cái đem ra phường được. Chứ giờ chưa có nhận, chưa có thấy ai xét duyệt hết rồi không biết, là không có tờ giấy đó. Giờ mày tới mày nói bà sao? Phải đi vô hỏi lại tổ trưởng đi. Bữa đó trời mưa dầm mưa to, con quay lại con hỏi tổ trưởng. Đứng trong nhà cũng thấy còn nửa tiếng hơn, cũng không thèm ra, không thèm tiếp. Nửa tiếng mà không ra với mày đúng không? Cả nửa tiếng luôn. Nửa tiếng luôn mà mày đứng ở ngay chỗ ngoài luôn phải không? Cửa phòng luôn. Mày có kêu bả không? Có, bả đứng bả thấy con đối diện nó không có. Bả đừng có cắt mũi cửa tiếng, bả không có ra. Bả không ra. Tại sao mày đợi bả được? Bả không lên tiếng, không nhờ mấy chú có thấy mạnh cái bên mở cửa thì bả không ra. Con mới hỏi hoài mấy chú ơi, phải nhà cô tổ trưởng không mấy chú chỉ giùm con. Cái chú đó nói nhà tổ trưởng nó đâu, phải kêu cái bả có trong nhà đó, phải kêu coi. Chú gà nhà cái bên đi ra rồi nhà rồi chủ nhà bên đây ra nhắc luôn thì cô có tưởng bả mới ra. Bả đuổi con đó không con tính. Bả đuổi mày ra phải không? Bả nói sao? Bả đứng thì con đứng ngoài cửa rào nhà bả mà bả trong nhà thì nghỉ đi. Đúng rồi, có cái rào, đúng rồi. Đúng rồi. Không có nói gì đó. Cứ về đi. Về không cho con nói cái vụ mà trình bày cái gì. Đi về. Chưa nghe gì là đã đuổi về đúng không? Tôi đang nói chuyện điện thoại nè, người ta nói chuyện điện thoại chủ nhà là thôi đi về. Như đuổi tà luôn. Con khóc về nhà trời mưa luôn, con khóc đi lên tới trên phường luôn. Cái bữa đó là con lên con trình bày bữa đó luôn rồi. Mấy anh mới hôm bữa đây nè, rồi mấy anh cho con gạo. Nước mắm.